có từng nghĩ rằng mình không thể làm được điều gì lớn lao? Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cố gắng nhưng không thấy kết quả? Bạn có muốn biết bí quyết của những người thành công? Chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề cực kỳ quan trọng, nâng cao tiêu chuẩn để đạt được mọi thứ bạn muốn. Đây không chỉ là một hành trình, mà là một sự chuyển mình mạnh mẽ. Biến đổi cuộc sống của bạn từ tốt thành tuyệt vời. Mọi người đều có danh sách những điều mình nên làm. Tôi nên tập thể dục, tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho con cái, tôi nên gọi điện nhiều hơn trong công việc. Nhưng chúng ta thường chỉ nói nên mà không thực sự hành động. Và đây chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Bạn có từng nghĩ rằng mình không thể làm được điều gì lớn lao? Thực tế là bạn hoàn toàn có thể, nếu bạn quyết tâm và nâng cao tiêu chuẩn của mình. Bạn cần phải thay đổi cách nhìn nhận và biến những điều nên thành phải. Khi bạn nhìn thấy ai đó thành công xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, họ không phải may mắn, mà họ đang làm điều gì đó khác biệt. Nếu bạn làm theo những gì họ làm, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương tự. Nhưng điều này không dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn phải thay đổi niềm tin của mình. Bạn có tin rằng bạn xứng đáng đạt được những điều tốt đẹp hơn không? Hay bạn tự giới hạn bản thân bằng những niềm tin sai lầm như tôi không bao giờ nên kiếm được nhiều hơn cha mẹ mình? Những niềm tin này sẽ cản trở bạn. Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cố gắng nhưng không thấy kết quả? Đó là bởi vì bạn chưa đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho bản thân. Hãy thay đổi điều đó ngay hôm nay. Hãy cùng nhau nhìn vào những gì bạn có thể làm để biến những nên thành phải và đạt được những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống. Hãy nghĩ về những người xung quanh bạn, những người đã đạt được thành công lớn. Họ không dừng lại ở mức tốt mà luôn tìm cách để trở nên xuất sắc. Bạn cũng có thể làm được như vậy, nhưng làm thế nào để chúng ta bắt đầu? Trước tiên, hãy đánh giá lại tiêu chuẩn hiện tại của bạn. Bạn đang ở đâu trong hành trình này? Tiêu chuẩn của bạn trong công việc, trong mối quan hệ và trong cuộc sống cá nhân là gì? Khi bạn có một cái nhìn rõ ràng về tiêu chuẩn hiện tại của mình, bạn sẽ biết được những gì cần phải thay đổi. Một ví dụ điển hình là Michael Phelps, vận động viên bơi lội hàng đầu thế giới. Anh ấy không chỉ dừng lại ở mức tốt, mà luôn hướng tới sự xuất sắc. Michael không chỉ tập luyện khi dễ dàng, mà còn khi khó khăn nhất. Điều này đã mang lại cho anh ấy những phần thưởng xứng đáng. Hãy nhìn vào Steve Jobs, người sáng lập Apple. Steve không bao giờ chấp nhận mức độ trung bình. Ông luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ bản thân và đội ngũ của mình. Chính sự kiên trì và không ngừng nâng cao tiêu chuẩn đã giúp ông tạo ra những sản phẩm đột phá. Thay đổi cả thế giới công nghệ, tôi nhớ một câu chuyện về một người bạn của tôi. Anh ấy luôn muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng mỗi khi gần đạt được mục tiêu, anh ấy lại tự phá hoại chính mình bởi niềm tin rằng mình không đủ tốt. Chỉ khi anh ấy thay đổi niềm tin đó và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, anh ấy mới thực sự thành công, và bạn cũng có thể như vậy. Đừng để những niềm tin sai lầm cản trở bạn. Hãy nâng cao tiêu chuẩn của mình và bạn sẽ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống. Hãy nhìn vào chính mình. Bạn có đang chấp nhận những tiêu chuẩn kém và cảm thấy hài lòng với điều đó không? Hay bạn đang cố gắng vươn lên và vượt qua những giới hạn của mình? Nếu bạn đang hài lòng với mức trung bình, đã đến lúc thay đổi. Đừng để những niềm tin sai lầm cản trở bạn. Hãy nâng cao tiêu chuẩn của mình và bạn sẽ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống. Khi bạn đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, bạn sẽ thấy mình có động lực hơn để hành động. Bạn sẽ không chỉ dừng lại ở mức nên làm, mà sẽ cảm thấy mình phải làm. Và khi điều này trở thành thói quen, bạn sẽ thấy mình tiến bộ mỗi ngày. Hãy lấy ví dụ từ Elon Musk, người đã đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho các dự án của mình. Từ SpaceX đến Tesla, không chỉ dừng lại ở việc phát triển những sản phẩm tốt, Elon luôn hướng tới những điều vượt trội, không ngừng thách thức những giới hạn của bản thân và công nghệ hiện đại. Đừng quên rằng hành trình này không dễ dàng. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi bước tiến nhỏ sẽ dẫn bạn đến gần hơn với mục tiêu lớn. Hãy kiên nhẫn và không ngừng cố gắng. Để giúp bạn thực hiện điều này, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Hãy cải thiện mối quan hệ của bạn. Nâng cao chất lượng công việc, chăm sóc bản thân tốt hơn. Mỗi bước tiến nhỏ sẽ giúp bạn xây dựng đà và tiến tới những mục tiêu lớn hơn. Hãy nhìn vào Oprah Winfrey, người đã vượt qua những khó khăn không tưởng để trở thành một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.
Oprah không chỉ dừng lại ở việc làm tốt, bà luôn nỗ lực để trở nên xuất sắc và giúp đỡ người khác cũng đạt được điều đó. Khi chúng ta nâng cao tiêu chuẩn của mình, chúng ta không chỉ cải thiện bản thân mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hãy tưởng tượng một thế giới mà mọi người đều đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho bản thân và không ngừng phấn đấu để đạt được chúng. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp và tràn đầy ý nghĩa hơn biết bao.